Các bạn, đây là giống bắp siêu ngọt của công ty Nova. Đặc trưng của giống bắp siêu ngọt là trái to và dài, hạt kín đều trái, chất lượng ăn rất ngon, mềm và ngọt. Giống bắp siêu ngọt này có xuất xứ từ Thái Lan, củ này là 50g, củ 50g khoảng tầm 350 hạt. Đặc tính giống: thời gian sinh trưởng từ 65 đến 68 ngày, chất lượng ăn ngon ngọt, thích hợp ăn tươi và chế biến, ít nhiễm bệnh vi sắt. Về khoảng cách trồng, hàng khách hàng từ 65 đến 70 cm, cây từ 20 đến 25 cm, lượng giống trung bình từ 0,5 đến 0,7 kg trên một ngày mẹ vuông, độ ẩm từ 80%. Dưới là hướng hàng sử dụng. Bạn đã đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.